Sáng nay ngày 9 tháng 3 2015, người thân của sản phụ Võ Thị Vân, 30 tuổi, ở xóm 4 xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tập trung rất đông tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để yêu cầu lãnh đạo bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con chị Vân. Gia đình chị Vân cho biết, khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 3, gia đình đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu để chờ sinh do chị Vân có dấu hiệu chuyển dạ. Khi nhập viện, sức khỏe của chị Vân bình thường. Các kết quả siêu âm, xét nghiệm khám thai theo định kỳ của chị Vân trước khi sinh cho thấy chị mang thai lần thứ hai, thai nhi 41 tuần tuổi là một bé gái, nặng khoảng 4,3 kg. Sau khi nhập viện, chị Vân được chuyển lên khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để chờ sinh. Tuy nhiên đến khoảng 20 giờ 40 phút tối ngày 8 tháng 3, chị Vân có chuyển biến xấu và được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu, nhưng cả sản phụ và thai nhi đều chết. Ngay trong đêm, cả hai mẹ con chị Vân được chuyển xuống nhà xác của bệnh viện. Do người nhà của chị Vân tập trung rất đông tại bệnh viện, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con chị, nên công an huyện Diễn Châu phải tăng cường lực lượng để ổn định tình hình an ninh trật tự. Ông Trần Khắc Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết, lúc 19 giờ tối ngày 8 tháng 3, bác sĩ Cao Thị Hường kiểm tra tim thai 140 lần một phút, cổ tử cung mở 8cm, đầu chặt, sản phụ đau mệt mỏi, chóng mặt và được truyền dịch 5%. Đến 20 giờ 40 phút tối ngày 8 tháng 3, sản phụ có biểu hiện sốc, mệt lả, không thấy cơn co tử cung. Ngay sau đó, các bác sĩ đưa sản phụ lên bàn mổ thì huyết áp sản phụ tụt, mạch nhanh, thở nhanh. Mặc dù được bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung cầm máu, nhưng cả sản phụ và thai nhi đều chết. Kết luận nguyên nhân ban đầu là mất máu do vỡ tử cung. Sáng ngày 9 tháng 3, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu, đại diện Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu tổ chức cuộc họp đối thoại với người nhà sản phụ Vân để tìm hướng giải quyết vụ việc. Sau khi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cam kết thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ trách nhiệm, quy trình, thái độ chăm sóc của kiếp trực. Gia đình sản phụ Vân không yêu cầu khám nghiệm tử thi và đã đưa thi thể hai mẹ con chị Vân về nhà để mai táng. Được biết, chị Vân làm thợ may, còn anh Xuân làm thợ sửa chữa ô tô. Đây là lần mang thai thứ hai của chị Vân. Hai anh chị có con đầu là một bé gái 4 tuổi.